Top 7 năng lực độc nhất của các anh hùng trong One Punch Man. Vũ trụ One Punch Man là nơi có vô số quái vật xuất hiện từ tự nhiên, do tế bào quái vật, do nghiên cứu, được ban sức mạnh từ God hay cả từ ngoài vũ trụ, vân vân và mây mây. Bởi thế mà người dân luôn chịu sự đe dọa và cần tới những người có năng lực để bảo vệ, còn được biết tới là các anh hùng. Các anh hùng trong One Punch Man có đủ loại sức mạnh từ thể chất, võ thuật, công nghệ hay cả năng lực tâm linh. Trong đó thì có một số năng lực đặc biệt được cho là độc nhất mà chỉ có một anh hùng sở hữu cho tới thời điểm hiện tại. Vì vậy chúng tôi rất hào hứng để có thể giới thiệu với các bạn top 7 năng lực độc nhất của các anh hùng trong One Punch Man. Bảy, động cơ tử thần King Engine. King, người được biết đến là người đàn ông mạnh nhất thế giới, nổi tiếng từ vết sẹo chất như nước cất. Các chiến công khổng lồ thì chẳng biết rơi xuống từ đâu. Anh thì còn sở hữu một thứ mà chỉ cần nghe thì thôi, quái vật đã khiếp sợ. Chỉ đại Tatsumaki cũng phải nể nang mấy phần. Một sức mạnh đầy bí hiểm mang tên động cơ của King. Sự thật của sức mạnh bí ẩn này lại vô cùng hài hước. King vốn là một otaku chính hiệu, chỉ thích trốn trong nhà để sống dai, để trở thành huyền thoại, bắt quái vật bằng tay cầm chơi game và làm Oni-chan của các bé. Anh vốn nhát gan hơn người bình thường, mỗi khi sợ vãi ra quần, tim anh lại đập loạn lên như súng máy. Và đó là lý do cái tên King Engine ra đời. Đã vậy, khi kết hợp với vẻ ngầu lòi và khả năng chém gió thành bão, King Engine trở thành một đòn tấn công xuyên thủng tâm lý đối phương. Trong trận chiến với hiệp hội quái vật trong chapter 75 chuyển gốc của One, khi King Engine vang lên, tinh trùng đen đã thốt lên rằng hắn là mình vãi ra. Đến khi vua không nhà bị giết, tinh trùng đen cũng chẳng dám nhút nhát thầm nghĩ, tại sao mình lại để lộ sơ hở trước mặt King chứ? Và đặc biệt nhất, King Engine cũng đã giết được quái vật nữa đấy. Ở chapter 153, khi mà con quái vật định giả danh làm con tin, do qua bối rối mà King Engine đã kích hoạt khiến con quái vật sợ tới mức tan chảy. Các bạn thấy chưa? Khi bạn bá quá rồi thì chẳng cần đánh, quái vật cũng chết. 6. Ăn cả thế giới, thần lợn. Khi ở giữa chiến trường đầy dãy quái vật thì ai mà yên tâm ăn uống cho nổi nhỉ? Có đấy, đó chính là anh hùng cấp S hạng 10, thần lợn. Thần lợn được biết tới là một người đàn ông to béo, suốt ngày chỉ biết ăn. Vâng, lúc nào cũng ăn, và đó cũng chính là cách giết quái vật mà chỉ anh mới có. Đi vào phải con, đi vào phải tao lấy mày! Trong dạ dày của thần lợn có một loại hỗn dịch tiêu hóa siêu đặc biệt, cho phép anh tiêu hóa mọi thứ mà mình ăn được, kể cả độc tố của rắn chúa, một quái vật cấp quỷ mà đồng đế phải chật vật né tránh. Anh chỉ cần bỏ vào mồm và ăn gỏi sống luôn mà không ảnh hưởng gì. Ông tổ của câu, ăn cả thế giới là đấy chứ đâu. Thần lợn trông có vẻ kỳ dị với cách nuốt trọn mọi con quái vật và quá lười nên đi xuyên qua mọi thứ cáng đường. Tuy nhiên anh lại là một đồng đội đáng tin cậy. Không phải mọi thứ anh nuốt vào đều bị tiêu hóa. Trong chapter 180, thần lợn đã nuốt các đệ tử của Samurai Nguyên Tử cùng với các người trong đội lính đánh thuê nhằm cứu họ khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó, bằng năng lực tiêu hóa của mình mà thần lợn đã sát đao được quỷ nước, một quái vật cấp rồng có cơ thể là chất lỏng và sống sót sau một đấm của chùm cuối Saitama. Người ta từng nói một núi không thể có hai hổ. Đúng vậy, khi mà gặp gung, một quái vật giống với thần lợn như hai giọt nước đều dùng miệng là vũ khí chính. Hai bên thì lao vào nhau mà chả yêu thương, với những cú đá lưỡi cạp miệng vô cùng điêu luyện. Kết quả là ông thần heo của chúng ta đã bại trận trong manga chap 158 dưới tay Gum, một trong những lãnh đạo cấp cao của hiệp hội quái vật. 5. Siêu hồi phục Zombie Man. Nói tới anh hùng mà dùng quái vật nhất, chắc chắn phải nhắc tên Zombie Man. Với hình tượng là một bad boy cool ngầu làm bao phan nữ rụng trứng, Zombie Man là một vật thí nghiệm thành công của tiến sĩ Zenos, chủ nhân của ngôi nhà thời đại mới. Anh có thể hồi phục nhanh chóng mặc dù vừa gánh chịu hàng tấn sát thương. Mình tin chắc rằng đây là tanh cơ lý tưởng của mọi trận đấu, từ trong game, ngoài đời hay là trên giường. Đúng là con trai của ta. Trong trận đấu với quái vật cấp quỷ Lone Vampire, mặc dù kẻ địch cũng sở hữu năng lực hồi phục thông qua hút máu các quái vật xung quanh, xác sống men của chúng ta cũng chứng tỏ mình tâm sinh lý mạnh hơn rất nhiều khi mà vẫn còn rất cứng sau nhiều giờ. Anh cũng đủ khả năng để sống sót qua các cơn mực cầu năng lượng của vua không nhà và cũng hồi phục nguyên vẹn sau khi mà được Tatsumaki cứu khỏi lòng đất. Sau đó thì anh lại đỡ đòn cho đồng đế ở chapter 186. Một tình huống thú vị trong tập OVA vụ giết người không tưởng.
Tatsumaki sau khi mở say rượu đã xiên chết một anh hùng tại khu nghỉ mát, làm một người hoang mang rào riết điều tra. Nhưng nạn nhân năm đó là Zombieman và anh chỉ đứng dậy như không có chuyện gì. Nỗi khổ của những thằng bất tử bị tác giả đem ra làm thịt xiên là đây mà. Dễ thấy anh là một trong những nhân vật trâu bò nhất trong Wonder Man. Tuy nhiên tác giả đã nói rằng khả năng hồi phục của anh là hữu hạn và Zombieman cũng khá hạn chế khi mà anh chỉ sở hữu khả năng hồi phục nhưng lại không có kỹ năng đủ mạnh để kết liễu kẻ địch. 4. Triệu hồi chi thuật, kinh. Nhắc đến triệu hồi thuật, các bạn có phải đang nghĩ ngay đến những triệu hồi sư cầm theo những quyển sách đầy huyền bí, bí thuật triệu hồi với vòng tròn phép thuật hay các nhẫn thuật của một làng nào đó chăng? Triệu hồi thuật trong Wonder Man không cần ma pháp hay kỹ năng gì đâu. Chỉ cần bạn là người chơi hệ số hưởng với đồ may mắn level max, người sở hữu năng lực bá đạo này không ai khác là người đàn ông may mắn nhất trái đất, King. Triệu hồi thuật của King không thể triệu hồi vĩ thú, rồng hay quân hồn quỷ, mà đơn giản chỉ là một thằng con người bình thường, lại còn bị thiếu tóc nữa. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Sau đây mình sẽ chỉ các bạn cách để thực hiện thuật triệu hồi mà không cần phải dùng đến mana hay nghi thức triệu hồi phức tạp nhé. Đầu tiên phải cầm một cái loa đi cà kìa từ quái vật, sau đó thì gọi to Saitama và kẻ được triệu hồi sẽ xuất hiện ngay lập tức, quá đơn giản phải không nào? Không tin thì cứ bật tập cuối season 2 anime mà xem, King có làm clip hướng dẫn luôn cho các bạn nhé. Năng lực triệu hồi Saitama của King không chỉ có thể kích hoạt khi mà gọi tên mà còn tự động kích hoạt mỗi khi mà anh gặp nguy hiểm. Từ đó mà anh nhận vơ được danh hiệu người đàn ông mạnh nhất của đất đấy. Sở hữu tận 2 năng lực độc nhất trong top thì bảo không mạnh nhất cũng là chuyện lạ. 3. Dịch chuyển Blast. Blast luôn là cái tên được khán giả săn đón trong Wonder Man. Ở chapter 186 ra mắt gần đây nhất, chắc hẳn các fan đều rất mãn nhãn với màn ra mắt ngầu lòi của siêu anh hùng hạng cao nhất hiệp hội, Blast. Chúng ta đã biết tới anh là một người anh hùng mạnh, rất mạnh, chỉ xếp sau Saitama. Ngoài chuyện đó thì ở chapter này, chúng ta còn thấy được một năng lực mà trước giờ chưa có một nhân vật trong vũ trụ Wonder Man sở hữu, đó là mở cổng dịch chuyển. Sau khi Thánh Sai ném khối lập phương đen xuống, từ không Blast xuất hiện cực ngầu, nhảy ra từ một hố đen. Và sau đó anh lại dùng năng lực này để đưa nhóm Saitama trở lại khi đấm hai nắm tay vào nhau. Một vòng xoáy vô cực xuất hiện và ngay sau đó một hố đen mini được mở ra, cũng chính là cổng anh dùng để dịch chuyển. Tuy vậy Blast còn có cách mở cổng dịch chuyển đơn giản hơn. Anh thì dễ dàng tạo ra một cổng dịch chuyển nhỏ để di chuyển khối lập phương đi khi ném nhả lên không trung. Cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ năng lực dịch chuyển này có được do sức mạnh bản thân anh hay xuất phát từ bộ quần áo anh đang trang bị. Nhưng chắc chắn rằng năng lực này giúp anh là người duy nhất có thể thu thập các khối lập phương đang rải rác khắp nơi. Có lẽ đây là cách mà anh xuất hiện để cứu Tatsumaki và mặt đặc mật vào đúng những thời khắc quyết định, cũng như là tự tin nói rằng anh sẽ có mặt khi mà thế giới đối mặt với thảm họa cấp thần. 2. Phá vỡ không gian, Saitama. Nói đến năng lực về không gian thì anh chọc nhà mình cũng không kém cạnh khi mà sở hữu một năng lực cục xúc hơn là phá vỡ không gian. Trước đó thì chúng ta chỉ nghĩ rằng Thánh Chọc chỉ đơn thuần là sức mạnh vật lý vô hạn, nhưng nắm đấm của anh Chọc còn xịn xò hơn thế nhiều. Thay vì như Blast mở cổng di chuyển vào trong không gian của khối lập phương, anh Chọc nhà ta muốn vào một không gian khác chỉ đơn giản là đấm cho một đấm. Cụ thể trong trang 142 bản mới, trong không gian dành riêng cho những người mặc trang phục mà đúng ra Phoenix Man mới là kẻ mạnh nhất và đang dùng lời ngon tiếng ngọt lôi kéo cậu bé anh hùng cấp S nhỏ tuổi. Có vẻ mọi việc đã khá suôn sẻ cho tới khi áo choàng hói xuất hiện. Saitama đã ở đó và cảm thấy chướng mắt. Cái gì khó quá, gặp anh Saitama thì anh cứ đấm cho một phát. Kết quả là một đấm làm thủng một lỗ để đi vào không gian này, khiến cho Phoenix Man vô cùng kinh ngạc. Kế hoạch tẩy não cũng thất bại, từ đó cho chúng ta thấy thêm nhiều hơn tiềm năng mới ở anh hói. Đây có lẽ là phần chuẩn bị của Murata để chùm cuối giao chiến với God ở các chiều không gian khác nhau, mà ta đã thấy ở khả năng tạo không gian khác từ khối lập phương đen, siêu nặng, ban phát sức mạnh. Sự xuất hiện của năng lực phá vỡ không gian cùng với mở cổng di chuyển của Blast khiến khán giả chúng ta càng thêm phấn khích chờ đợi các cuộc chiến tầm cỡ đa vũ trụ của bộ truyện này. 1. Đấm phát chết luôn, Saitama. Top 1 hôm nay thuộc về Thánh Trọng. Nói đến đấm phát chết luôn, một số bạn sẽ nghi ngờ rằng cũng sẽ có nhiều anh hùng có khả năng tương tự, cũng như việc vẫn có cái vật chịu được một đấm của Saitama mà không chết. Tuy nhiên điều mình đang muốn nói ở đây là Saitama có thể đấm chết bất kỳ sinh vật nào nếu thực sự muốn, trừ con muỗi ở tập 2 season 1 là người quen với tác giả ra nhé. Saitama vốn xuất thân là một con người bình thường, sau một năm rưỡi khổ luyện với bài tập 100 cái hít đất, 100 cái thủ chỉ dầu và chạy bộ 10km mỗi ngày, anh đã trở thành một thánh phòng tôm sở hữu sức mạnh vật lý vô hạn. Chúng ta có thể thấy rằng Thánh Chọc dễ dàng đánh hạ bất kỳ con quái vật nào.
từ kích thước con người cute phomeque như Mod Quintoker, tới gã cuồng kim sinh hoa tưởng siêu to khổng lồ Marukori. Từ quái vật cấp sói cho tới cấp thần, anh đều vả tất. Đến thời điểm hiện tại, Boros là đối thủ có thể chịu được nhiều đấm nhất, nhưng vẫn lên bảng điểm số sau khi mà ăn một đấm nghiêm túc của anh chọc nhà ta. Sở hữu sức mạnh vật lý vô hạn và Saitama hoàn toàn có khả năng làm chủ nó. Anh chỉ giết những kẻ anh thực sự muốn giết. Tiêu biểu như Garou, anh đã cố ý tha cho cậu nhiều lần. Saitama thường phán đoán chỉ giết những kẻ đáng chết và là một anh hùng kiểu mẫu trong One Punch Man. Nắm đấm của Saitama đã trở thành biểu tượng của sức mạnh công lý, không thể bị đánh bại. Trên đây là top 7 năng lực độc đáo nhất của các anh hùng trong thế giới One Punch Man mà mình đã tổng hợp được. Với những chapter gần đây, chúng ta có thể trông chờ thêm nhiều năng lực độc đáo khác từ trí tưởng tượng phong phú của One và Murata trong thời gian tới. Nếu các bạn có ý kiến khác, hãy đóng góp cho chúng mình ở phần comment. Đừng quên like, share nếu các bạn cảm thấy video thật thú vị và đăng ký kênh để theo dõi các phần tiếp theo của chúng mình nhé.